有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选方会一策万全。那个正住悠扬转，那个要看高一线，谁赢最犀利，谁落后全部看穿，谁又会知随时舆论流转，好戏即将上演，那年计算，只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢地名利迷住，谁人能发现，慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远，取舍太易，不需多费事。Ngày nay, ngành tài chính đối với tất cả chúng ta đều có liên quan. Chỉ số xanh đỏ nhảy nhót mỗi ngày trên bảng điện tử. Qua bao lần khủng hoảng tài chính, có mừng, có lo, Hồng Kông vẫn duy trì được vị thế trung tâm tài chính quan trọng trong khu vực. Các loại chỉ số kinh tế liệu có thể phản ánh được cuộc sống thực sự của người dân hay không? Có người nói, con số thì không biết nói dối. Nhưng phía sau những con số đó, biết đâu là có người thao túng. Anh Trác! Anh Trác, anh mới hơn 30 tuổi mà đã có thể trở thành chủ tịch tập đoàn Lan Duệ. Còn là người đầu tiên trong 2 năm liền giành được bình chọn doanh nhân xuất sắc của giới tài chính. Trong thế giới tài chính đầy khốc liệt, chuyện kinh doanh anh làm sao có thể đột phá ngoạn mục vậy? Có được thành tích như ngày hôm nay, chẳng qua tôi chỉ may mắn hơn một số người. Cũng còn nhiều mục tiêu tôi vẫn chưa đạt được. Nhưng mà hôm nay điều mà tôi muốn chia sẻ với mọi người điều này: tham lam là động lực để vươn lên. Tham lam mà là tốt sao? Đúng là dạy hư con nít mà. Tuy là chúng ta sống trong xã hội văn minh, nhưng ở trong thế giới tài chính lại tàn khốc như ở trong khu rừng già. Không có sức mạnh thì sẽ bị người khác nuốt chửng. Đương nhiên là trong cuộc chiến sinh tồn phải tuân thủ luật lệ, phải cạnh tranh công bằng, phải làm việc đúng đạo lý. Sếp, mục tiêu Dương Triệu Long xuất hiện. Hành động. Dương Triệu Long, chúng tôi ở phòng điều tra tội phạm thương nghiệp. Bây giờ nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án lừa đảo thương nghiệp. Nè. Cho nên tôi chỉ anh lưng lửng lo thôi, thường xuyên duy trì trạng thái thế đó. Chỉ có người trong hoàn cảnh không đầy đủ và sợ hãi mới giữ được tính cảnh giác, biết tìm ra nhiều cách làm sao để tồn tại thêm. Đứng lại. Bản thân mới có thể thay đổi thế giới. Lo cho bà bầu đi. Nè. Chị à, có sao không vậy? Tôi đau quá. Cảnh sát đánh người hả? Cảnh sát là lớn sao? Chết cô đội xung quanh, họ đang dùng điện thoại quay lại kìa. Nè, cô nhìn đi. Trời, anh chạy giỏi thiệt đó. Năm nào cũng tham gia marathon hay sao vậy? Sếp, ai ra kiếm ăn cũng mong làm giàu. Tôi đến 5 triệu anh thả tôi đi. Chà, chỉ vậy thôi sao? Vậy 10 triệu 100 triệu. Sếp, sếp có nuốt nổi hay không? Sếp còn tham hơn tôi nữa. Tham là tốt. Sếp hứa rồi nha. Yeah. 100 triệu cái đầu anh. Tôi tham tiền như anh hay sao? Có tiền là có quyền hả? Có tiền thì mua được người thân đã mất hả? Có mua được tự do của con người không? CCB Châu Tân Dũng này là một thằng rất sĩ diện. Anh mua được nhân cách của tôi không? Còn nữa nghe, nhận hối lộ là phạm pháp. Anh muốn hại cảnh sát hả? Hả? Sếp. Nè, đưa anh ta về. Đi. Đi. Đi đi. Đi. Anh sẽ chọn lựa sự tham vọng để làm lớn mạnh mình, hay là làm kẻ thất bại để bị đào thải?
Dương Triệu Long, chúng tôi nhận được tố cáo nghi ngờ anh lợi dụng thân phận giám đốc IBAN của Lăng Duệ thông qua tập đoàn quốc tế Angola để thu mua doanh nghiệp nội địa Đại Quan Niên trên sàn chứng khoán Hồng Kông của một năm về trước, cố ý che giấu dữ liệu quan trọng, đưa ra báo cáo sai sự thật, có ý đồ lừa đảo, từ đó thu lợi một cách bất hợp pháp. Anh còn gì để nói không? Trước khi luật sư của tôi tới, tôi sẽ không trả lời gì hết. Anh Dũng, luật sư của Dương Chủ Long đến rồi. Tôi là luật sư Diệp Khải Bân. Tôi yêu cầu được nói chuyện riêng với thân chủ của tôi. Được thôi, ra uống trà đi mọi người. Tìm thấy rồi, có 85% trùng khớp. Không thể, chị xem số liệu này đi, nhập sai rồi. Nếu khi điều chỉnh toàn bộ rồi, chắc là trùng khớp 100%. Cà phê đây, sếp Dũng mời đó nha. Cảm ơn sếp. Cảm ơn. Cảm ơn sếp. Để tôi tự lấy. Sao chỉ có cà phê vậy, sao uống trà mà. Sếp ra lệnh, tôi chỉ phụ trách mua thôi. Nè, không có bánh hả? Ông bà thân y của tôi, tên bên phòng điều tra tội phạm tư nghiệp Chu Quốc Lương này nổi tiếng hào phóng mà, đâu có keo kiệt dữ vậy chứ. Có phải anh lại muốn ăn Anh đừng làm ồn mà, để sếp suy nghĩ kìa. Mọi người có tin lời khai của Dương Triệu Long, giám đốc IBAN của Lăng Duệ không? Trước đó Dương Triệu Long không chịu nói gì hết, nhưng sau khi gặp luật sư rồi thì quay ngược lại tố cáo chủ tịch tập đoàn của mình, nói toàn bộ đều do Trác Út chỉ thị, anh ta chỉ là người chấp hành mà thôi. Tôi nghĩ anh ta chỉ muốn quay sang làm nhân chứng để giảm nhẹ hình phạt. Có thể là vậy. Trác Út là một người rất thông minh, mọi người phải cẩn thận. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sao rồi? Madame. Điều tra được gì? Madame à, vừa mới xuống máy bay đã quay lại làm việc. Nè, uống ly cà phê lấy lại tinh thần đã. Tôi không sao. Mọi người chuẩn bị tài liệu, 5 phút sau họp, nhanh. Yes madame. Cấp trên của mình thật nhanh chóng, nếu tôi chậm chạp thì tốt biết mấy chứ. Vụ án lần này của chúng ta gọi là hành động giết hổ, nhưng vì tình hình phức tạp liên quan đến 5 công ty, tài liệu mà chúng ta cần kiểm tra cũng rất nhiều, cho nên tôi xin phép cấp trên cho mượn Ella của đội B tạm thời qua giúp đỡ. Hello. Ngồi đi Ella. Cảm ơn. Một năm trước, doanh nghiệp Angola của Mỹ muốn đánh vào thị trường Trung Quốc, cho nên họ ở Hồng Kông tiến hành thực hiện thu mua. Lúc đó họ thu mua một công ty có tên trên sàn chứng khoán Hồng Kông là doanh nghiệp nội địa Đại Quan Niên, mà Lăng Duệ chính là ngân hàng đầu tư cho hành động thu mua lần này. Lăng Duệ lần này đến Dương Triệu Long toàn quyền phụ trách, còn Đại Quan Niên thì đến công ty kế toán Tiền Dạng Khương nhờ kế toán Mã Quốc Thông phụ trách hạch toán. Angola là doanh nghiệp quốc tế lớn như vậy cũng bị lừa nữa, đúng là cọp già rụng răng mà. Họ thật sự rất tinh vi. Trong toàn bộ quá trình giao dịch, văn bản làm việc của Lăng Duệ hoàn toàn chưa từng tiết lộ tình trạng mắc nợ của Tiểu Tuệ Tinh. Tiểu Tuệ Tinh thuộc công ty con của Đại Quan Niên. Ngoài ra họ đã lợi dụng doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp phương Tây có cách hạch toán khác nhau để che đậy rất nhiều sự thật. Trong những ngày vừa qua, tôi và Madame thông qua sự trợ giúp của bộ phận thực thi pháp luật biết được Tiểu Tuệ Tinh chính là tài sản được đề cập trong báo cáo thu mua. Nhưng mà chúng tôi phát hiện thì sao ở đó chỉ có một nhà máy bị bỏ hoang và một miếng đất hẻo lánh, còn máy móc sản xuất được nhắc tới, tất cả cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Chúng tôi theo chỉ thị của sếp mời Mã Quốc Thông của công ty kế toán Tiền Dạng Khương và Dương Triệu Long của Lăng Duệ về để lấy lời khai rồi. Mã Quốc Thông cũng đã thừa nhận lời buộc tội không liên quan đến các cổ đông khác ở trong công ty kế toán. Tạm thời không đủ chứng cứ để chứng minh ông chủ công ty kế toán Tiền Tổ Vĩ có tội. Còn Dương Triệu Long thì có tình tiết mới. Anh ta đột nhiên khẳng định chủ tịch Trác Út của Lăng Duệ là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc này. Trong 3 năm qua, Trác Út là nhân vật hàng đầu trong giới tài chính. Năm ngoái, anh ta đã gia nhập vào Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông với chức vụ là ủy viên. Người góp vốn lớn nhất là Tiền Tổ Vĩ của công ty kế toán Tiền Dạng Khương, cũng là phó chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông. Có thể nói những người liên quan tới vụ án này, người nào cũng là nhân vật nổi tiếng hết đó. Vụ án lừa đảo thương nghiệp này liên quan tiền tệ vượt hơn 360 triệu, lại liên quan đến người phụ trách cao nhất. Tôi nghĩ là trong quá trình điều tra chắc sẽ còn phát hiện thêm nhiều tình tiết nữa. Tốt, lại được đánh trận nữa. Lần này chúng ta nhắm vào nhân vật mục tiêu lớn nhất, Trác Út. Chúng ta là ai? Một lòng một dạ. Tốt lắm, đi thôi, lên đường. Ok, đi thôi.
Ông xã, mặt đất ở dưới chân anh cảm giác sao hả? Lần sau em mang với anh đi, em sẽ biết thôi. Sáng nay anh ra lệnh phải mua lại 3 doanh nghiệp dược phẩm đang thấp giá, mọi người đang làm việc đó. Tốt. Ông chủ, tôi thiệt là sợ anh luôn đó. Ở trên không trung mà còn lo kiếm tiền vậy. Tiger, anh nói coi mười mấy phút nữa sau khi ông chủ của anh hạ đất có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Con số chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà, tôi không có hứng thú đâu. Nhưng mà tôi rất tò mò, thế giới thực tại và thế giới trên mạng có phải là giống nhau không? Có người thắng được game là có thể thắng được cả thế giới sao? Anson, anh nhìn thấy khu đất Đông Bắc phát triển đó rồi. Tiếc thật đó, mấy năm nay mình mới có vốn đầu tư, nhưng mà các tập đoàn lớn mười mấy năm trước đã biết bỏ vốn vô đầu tư rồi. Ông chủ, tôi kiểm tra giùm anh rồi, mấy miếng đất phát triển được quy hoạch ở Đông Bắc bây giờ không có ai bán lại hết. Nhưng mà anh kêu tôi điều tra kế toán trưởng Tiền Tổ Dĩ, mấy năm trước có bắt tay làm ăn với tập đoàn lớn, ông có vài miếng còn được lắm. Tốt thôi. Tốt hả? Bây giờ anh vẫn chưa mua được đất mà. Ai nói chậm trễ thì không thể có được vậy. Ông xã. Nè, ông chủ, anh xem số liệu bay của anh đi. Nếu như hôm nay gió lớn hơn thì tuyệt vời luôn đó. Cậu thật là, cậu là quản lý bảo an của công ty không chịu đi làm, chạy tới đây ép tôi dùng cái ứng dụng số liệu bay gì đó. Anh trách sai tôi rồi. Tôi phải làm tốt công việc bảo vệ của tôi chứ. Trước tiên tôi phải giám sát hệ thống máy tính của toàn nhân loại. Nè, ở trong mắt tôi, anh là tài sản lớn nhất của Lăng Duệ, cho nên tôi phải giám sát anh. Lần sau tôi lặn xuống biển xem cậu làm sao giám sát. Đi lặn hình như rất vui. Lên mạng ra coi xuống biển làm sao mà lên mạng được đây. Ông xã, trong mấy chục phút anh bay lúc nãy, ba công ty dược phẩm đó đã tăng lên gấp 4 lần, lợi được 100 triệu. Tốt. Nè, cậu tra cái gì, kiếm tiền dễ chưa? Dân cổ phiếu đó, họ không biết mấy công ty dược này sản xuất cái gì hết. Họ sản xuất tả lót mà cũng không biết nữa. Có người đưa tin thì họ theo tin đó mà mua thôi. Con người tham lam là như vậy mà. Nhưng mà họ lại không biết cách tham cao siêu nên bị động thôi. Anh nghĩ ai cũng có thể làm được như anh sao? Chẳng qua họ có một chút tham lam và một chút may mắn thôi. Phải, bà chủ nhà cái đi ăn sáng thôi. Anh Trác, anh Trác, chị Trác, xin chào. Xin chào. Anh Trác, chị Trác, xin chào. Chào anh Trác, chào chị Trác. Lát họp gặp sau nha. Anh Trác, xin chào. Chị Trác, tôi về phòng ai thương. Chào chị Trác. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Anh Trác. Anh Trác, 10 phút sau sẽ họp thường lệ. Ngoài ra hôm nay anh có 5 cuộc hẹn trước, tài liệu của cuộc họp đã chuẩn bị đầy đủ. Cà phê pha sẵn luôn rồi. Anh Trác, sách này là đêm qua ông tôi mang tới cho anh đó. Pháp sư lại ra sách mới. Tốt. Nhờ được tin, chỉ có Đơn bị bắt thôi. Chỉ có Dương Triệu Long. Sao lại vậy chứ? Nè, đang nói gì đó? Không có gì. Nói chuyện chơi thôi. Ông rất nhiều chuyện, chỉ muốn nghe tin tức thôi. Đừng nói người ta nhiều chuyện mà. Người ta có biệt danh là pháp sư đó. Giỏi ăn nói như vậy, cũng chỉ là diễn viên tài chính thôi. Nếu không phải anh Trác cho ổng một cái chức, với năng lực của ổng sẽ không thể nào ngồi hợp chung với anh Trác được. Thôi kệ đi, cái bàn đó lớn mà. Trong ngành này, nếu như không có những PR tài chính như tôi đưa tin ra ngoài, mấy cậu làm gì có điều kiện tốt để làm việc. Việc ai nấy làm mà em trai. Nè, tặng cho cậu nè. Là một cuốn sách mới tôi đã ký tên luôn rồi. Tuyệt đối không được đem bỏ nó đi nha. Đẹp, phát sư. Là báu vật đó. Phát sư, chúc mừng anh. Lại ra sách mới sao? Cảm ơn chị Trác, cảm ơn. Beatrice, tôi vẫn chưa nhận được báo cáo doanh thu của bộ phận quản lý tài sản. Xin lỗi chị Trác, tôi lập tức đi lấy cho chị. Raymond. Chị Trác, tôi đang ngoài làm việc. Nè, sao cậu mất lịch sự vậy? Người ta tặng sách cho cậu đó. Cảm ơn anh Pháp sư. Không có gì. Chị Trác, tôi ra ngoài làm việc.
Chị Trác, đây là chương trình của cuộc họp hôm nay. Ok, khi nào họp gọi tôi. Ok. Anh Trác. Triệu Long đã bị CCP bắt rồi. Tôi đã gặp anh ta. Bên đó họ nói phải giam giữ anh ta 48 tiếng đồng hồ. Tên Dương Triệu Long này, tưởng tôi cũng biết anh ta lấy tiền của công ty bỏ túi riêng sao? Tôi nghĩ sau khi họ có được lệnh lục soát cho mau chóng hành động thôi. Anh Trác, phải chuẩn bị tâm lý đó. Tính hết rồi, làm chuyện lớn đương nhiên phải có hy sinh. Họp thôi. Chào anh Trác. Chào anh Trác. Chào anh Trác. Bắt đầu đi. Vừa có tin sắp tới cục kiểm định trong nước sẽ bắt đầu. Pháp sư à, nói gì đó hấp dẫn đi. Bên ngoài đang đồn là sắp xảy ra trận chiến thu mua siêu thị, có gọi là hấp dẫn không? Kinh doanh bán lẻ siêu thị trong nước, không gian phát triển cũng hạn hẹp. Mỗi ngày được có số tiền mặt lớn lưu chuyển cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà lợi nhuận quá ít, không có thu hút. Điều hấp dẫn mọi người không phải lưu chuyển tiền mặt, quan trọng nhất hiện nay là thời đại của dữ liệu lớn. Chỉ cần thu thập được cơ sở dữ liệu của khách hàng rồi tiến hành phân tích, vậy thì sẽ biết tường tận tâm lý tiêu thụ khác nhau của người dân và cách thức sinh hoạt, có thể giúp được rất nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch cho thị trường tương lai. Vậy Lăng Duệ có cần mua một tập đoàn siêu thị để làm thử không? Anh Trác, người của phòng điều tra tội phạm thương nghiệp tới rồi. Đưa họ lên đây. Xong rồi, mọi người làm việc đi. Anh Trác Út, tôi là thanh tra của phòng điều tra tội phạm thương nghiệp Hà Sông Di. Chúng tôi nhận được tin báo của tập đoàn Angela, nghi ngờ cấp cao của tập đoàn Lăng Duệ liên quan đến lừa đảo và đưa ra báo cáo sai sự thật. Đây là lệnh khám xét, hy vọng anh có thể hợp tác với chúng tôi. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp. Cảm ơn. Chào Madam, tôi là bà Trác, CEO của Lăng Duệ. Cô cần gì cứ nói với tôi. Cảm ơn nhiều. Hai người một tổ, bắt đầu khám xét. Yes, Madam. Mời bên này. Anh Dũng, nói vài câu nha. Cho người mở giùm tôi cái tủ này. Xin lỗi nha, tôi phải mang máy tính của anh về điều tra. Nè, cẩn thận đó, túi của tôi mấy trăm ngàn lần đó. Làm ơn đừng cản trở cảnh sát chúng tôi làm việc. Nếu như cô thấy lo có thể tự mang đi. Dương Triệu Long không đi làm thì chìa khóa không có, đừng nói với cảnh sát đó. Gọi bộ phận kỹ thuật tới mở ra đi. Tôi tới đây làm việc, có chuyện gì nói nhanh đi. Anh biết trước giờ tôi đều xem anh là anh trai, đã lâu không gặp, muốn hỏi thăm anh thôi. Dạo này có tốt không? Rất tốt đó. Được ăn no, ngủ cũng rất ngon. Có lẽ vì tôi không làm chuyện trái lương tâm, gần đây tôi xin được điều qua CCB, tức là phòng điều tra tội phạm thương nghiệp. Chưa chắc cậu đã muốn gặp tôi. Anh Dũng, đừng gọi thân mật như vậy, cứ gọi là sếp Châu đi. Chúng ta tuy sống cùng một nơi, nhưng là người của hai thế giới khác nhau. Tôi không quan tâm anh tin hay là công tin. Lần này tôi thực sự vô tội. Thôi đi, lần nào cậu cũng nói như vậy hết. Chị có thể nhìn tôi bằng cặp mắt khách quan một chút không? Tôi biết là năm xưa tôi có sơ suất, nhưng mà cái chết của Lệ ngoài ý muốn thôi. Cậu không có tư cách nhắc em gái tôi trước mặt tôi. Tôi yêu Lệ còn hơn cả anh. Đủ rồi. Tôi nghĩ chắc anh nhớ đồng tiền vàng này chứ, là anh và Lệ đã tặng cho tôi. Tôi với anh đều là người thương Lệ nhất. Tôi tin là cổ có muốn nhìn thấy chúng ta trở mặt. Cậu tưởng là tôi đơn giản vì cậu vô tình hại chết em gái tôi mà tôi nhắm vô cậu hay sao chứ? Không phải. Đó là vì cậu làm quá nhiều chuyện mờ ám. Thế giới tài chính là như vậy, nếu đã chơi thì phải dám chơi dám chịu. Tôi thắng họ là do bản lĩnh của họ kém thôi. Nếu cậu chơi công bằng tôi không nói gì, nhưng nếu có người phía sau giở trò cá cược, làm sổ sách giả, giao dịch đen, tức là gian lận, tức là giật tiền, có thể giật tiền của người ta trên bàn, đó là ăn cướp. Xin lỗi anh Trác, chúng tôi cần phải mang máy tính của anh về điều tra. Trác Út, ông trời sẽ không để cậu lần nào cũng may mắn trốn thoát đâu. Cậu nhớ đó. Ella, mang luôn máy tính này về đi. Yes, madam. Được rồi, đã xong. Ừ. Ê,
Xin lỗi, bây giờ vẫn đang điều tra, không có gì để công bố. Anh Trác, lần này tập đoàn Lan Duệ bị điều tra có phải liên quan đến trước đây Angola thu mua Đại Quang Niên không? Có tin đồn là công ty con Tiểu Tuệ Tinh thuộc vốn đầu tư của Đại Quang Niên có vấn đề, có chuyện này không? Xin trả lời đi. Tập đoàn Lan Duệ trong hạng mục thu mua lần đó đã cố gắng bảo đảm lợi ích cho đôi bên. Về việc Angola bị số nợ của Tiểu Tuệ Tinh làm liên lụy, cái như tôi cảm thấy rất tiếc. Tập đoàn Lan Duệ, ngân hàng đầu tư của Angola, có cần chịu trách nhiệm về sự việc này không? Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp CCB để điều tra. Nhưng mà có chịu trách nhiệm hay không, giai đoạn hiện nay mà nói vẫn còn là quá sớm. Thay bằng một câu nói, là thật thì không giả được, là giả thì không thể thật. Nè, nhìn gì đó? Và anh có lo lắng với cổ phiếu Lan Duệ sẽ bị ảnh hưởng từ điều tra của CCB không? Phóng viên đó rất thông minh chứ gì. Bạn tôi đó giới thiệu cho cô nha. Hồng Kông là một thị trường tài chính có cơ cấu quản lý hoàn thiện, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng thao túng lũng đoạn tiền tệ. Bởi vì một doanh nghiệp có thực lực và làm đúng pháp luật sẽ không bị lời đồn đánh gục. Tôi đối với Lan Duệ của tôi có lòng tin rất lớn. Được rồi, được rồi, được rồi. Những ngày tiếp theo sẽ chất giả cho mọi người. Bắt đầu đi, nhanh tay lên. Chị Song Di là hối nữa rồi kìa. Chết rồi, nhiều tài liệu như vậy, nói thiệt nha. Không biết phải coi bao lâu mới xong nữa. Lần nào CCB tra án cũng vậy mà. Anh chưa quen sao? Sếp à, với kinh nghiệm của anh, tụi em làm sao có thể gia tăng tiến độ? Điều khác biệt lớn nhất giữa phòng điều tra tội phạm thương nghiệp và bộ phận cảnh sát khác chính là ngoài việc chúng ta phải đấu trí với nghi phạm, còn phải đối mặt với một đống tài liệu này, mấy cái máy vi tính và còn đống tài liệu trên văn kiện này, nó đâu có biết nói. Mình không thể nào giữ với nó, cũng không thể lấy lời khai của nó, chỉ có thể lật từng trang văn kiện để xem tỉ mỉ mà thôi. Ma quỷ thì luôn luôn ẩn giấu trong các chi tiết nhỏ, cho nên không thể lừa biến được. Thật ra những vụ án như Đại Quang Niên trước đây, cũng có vụ án Trường Liên năm 2009 hoặc là 2 năm về trước, là sự kiện giai kỳ cuối cùng đã dẫn đến giai kỳ bị tổn thất 2 tỷ. Phương thức đều giống nhau. Mọi người có thể tham khảo cách phá án của những vụ án đó. Tư Nhã, cô tới CCB được nửa năm, đã quen công việc, làm việc rất thông minh. Tiếp tục cố gắng nha. Dạ biết. Mọi người làm việc đi. Dạ, yes, sir. Yes, sir. Sếp à, lúc nãy thấy anh với Trác Út hình như rất thân. Thân lắm sao? Đâu có. Đội của mọi người thường ngày mấy giờ tăng ca vậy? Đi theo tôi. Hả? Không cần phải nhìn lén đâu, tôi sẽ không nói gì hết. Mất công là bị rắc rối. Nhưng mà anh là bạn trai của Madam mà. Sophie nói đi. Cổ là em gái của Song Di mà. Sophie. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Mọi người cũng biết là ở chỗ làm việc và ở nhà đều không được nói mà. Tư Nhã. Mọi người đều nhớ là ngày đầu tiên gia nhập CCB, sếp đã nói gì với chúng ta không? Chúng ta là ai? CCB, một lòng, một dạ. Nói đi sếp, đừng có vậy nữa mà. Sao vậy? Madam. Bộ máy đồng nghiệp CC chuẩn bị tăng ca hả? Đâu có. Không. Mọi người ngồi lâu quá, cho nên đi tới đi lui để giãn gân cốt. Thôi, tiếp tục làm việc đi, làm việc thôi. Tôi muốn nói với mọi người, hôm nay mọi người có thể về rồi. Cảm ơn Madam. Sao hôm nay tốt quá vậy? Ở nhà có chuyện. Dũng à, biết con lên ăn cơm, bác cố tình hấp một dĩa trứng muối trộn thịt cho con. Chỉ có bác gái quan tâm tới con nhất. Con quan tâm Song Di của bác là được rồi. Dạ có, con rất quan tâm cổ. Thật ra nhìn đi, em mới mua nè. Trời ơi, thấy ông xã đẹp trai quá à. Đừng thử đồ nữa, mau ngồi xuống ăn cơm. Dạ đi được. Đem cỡ cho anh nha. Cảm ơn. Sao hôm nay không đi làm vậy? Không cần đến nhà hàng sao? Chị Hai, chị không nhớ sao? Hôm trước em có nói với chị, em tính không làm ở nhà hàng nữa, tính hợp tác với đám bạn đi Thường Bình mở nhà hàng. Bây giờ mô hình nhà hàng trà ở Hồng Kông đang hot, rất có tiềm năng. Cho nên em mua sẵn một bộ đồ tây lịch sự để tiện bàn chuyện làm ăn với ông chủ lớn. Cũng đúng, ăn mặc nghiêm chỉnh ấn tượng cũng tốt hơn. Ông xã ơi, anh nói rất là có lý đó. Chị Hai, lâu rồi chị không về ăn cơm.
Đừng nói là em không thương chị nha. Cho chị cái đùi gà nè. Kinh doanh không dễ làm đâu. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Lần này thì khác. Em làm nghề chuyên môn của em. Trước đây em làm đầu bếp món Tây mà. Chê vất vả, nửa đường bỏ cuộc. Thì bây giờ anh đang làm quản lý trong nhà hàng mà. Làm quản lý quen ở trong nhà hàng thôi mà. Chính vì anh làm trong nhà hàng mới quen biết được mấy ông chủ lớn. Bây giờ người ta cho anh cơ hội, anh còn không nắm bắt cơ hội này sao? Một căn thành hai căn, hai căn thành bốn căn. Sau đó lên sàn giao dịch, còn không giàu có sao hả? Vậy tốt quá, má rất hy vọng con có thể sớm phát tài. Chị hai, bây giờ mọi chuyện đã xong, chỉ thiếu vốn thôi. Chị nghĩ sao hả? Chị đã xem bản kế hoạch của em rồi, cũng đã cho người lên Thường Bình xem hả? Rồi. Chị kêu người điều tra em, chị coi em là tội phạm hả? Thị trường đó của em, giao thông không tốt, người qua lại rất ít. Cho dù em mở thành công đi nữa, buôn bán cũng không có thuận lợi đâu. Thường Bình chỉ là làm thử mà thôi. Nếu như chị cảm thấy người qua lại với lại giao thông không tốt, em tuyệt đối không ngại tới Bắc Kinh, Thượng Hải triển khai vùng đất mới của em. Em có biết là hiện giờ tiền thuê cửa hàng ở trên đó còn mắc hơn ở Hồng Kông. Em kinh doanh cái kiểu gì vậy, chị không cho em mượn tiền đâu. Sẽ cái này không được, cái kia không được. Vậy thì má đừng có hối em sanh con nữa. Em không muốn con của em vừa chào đời thì đã nhìn thấy ba nói đi làm công cho người khác. Vậy cũng phải, sanh con thì phải sanh lúc trẻ, làm sáng phụ cao tuổi con dâu sẽ vất vả lắm đó. Di à, con coi coi có cách gì có thể giúp em con được hay là không đi. Má à, má chịu nói như vậy sẽ hại chết nó nè, đó. Chị không giúp thì thôi, chị đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa chứ. Chị như vậy hồi nào? Chị đang dạy em đó. Ăn nói với chị như vậy đó hả? Anh bị sao vậy? Em đến nước cho anh nha. Không sao, không sao. Anh thấy cả nhà em nhiệt tình quan tâm tới nhau như vậy cho nên anh cảm động thôi. Không sao, không sao. Mọi người ăn cơm, mọi người ăn cơm. Ăn cơm đi. Thật ra cơ hội còn rất nhiều. Từ từ suy nghĩ, từ từ bàn bạc. Cảm ơn em. Quan trọng nhất là cả nhà vui vẻ với nhau. Ăn cơm. Anh sao vậy? Phải giả bộ nữa hả? Sao vậy? Có giỡn anh nữa không mà. Giả bộ đâu, bị nghẹn thật đó. Đã nói được suốt ngày giỡn nữa. Mà canh đi con tới thành thiệt rồi đi kìa. Có được có giỡn nữa, suốt ngày giỡn hoài à. Đỡ chưa? Được rồi. Nè, có phải bị nghẹn đến góc luôn không? Mình ở lầu 4 không. Mà không. Lầu 8 có sự bất ngờ. Giở trò gì đây? Tăng 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 tăng. Chỗ này hả? Em hay nói là thích cách bố trí của tòa nhà này. Từ chỗ này đi làm cũng được thuận tiện, cho nên anh mới để ý xem có người nào rao bán không. Wow. Anh mua rồi sao? Ừ. Bây giờ lãi suất ngân hàng rất thấp, mua trả góp còn rẻ hơn là đi thuê. Thông minh quá. Mua nhà làm vốn hả? Không chỉ làm vốn thôi, mà còn đủ lý do để tìm bà chủ nhà nữa. Em biết anh muốn cưới vợ chứ gì. Anh đã già rồi. Má của em cũng nói sanh con thì phải sanh lúc trẻ. Anh không muốn tới lúc 70 tuổi thì mới nhìn thấy con mình tốt nghiệp tiểu học. Nhưng tệ nhất là em trai em chưa trưởng thành. Nhà nào cũng có một đứa mà. Bây giờ nó đã lớn, cũng đã cưới vợ luôn rồi. Em nên buông tay để vợ nó lo cho nó là được rồi. Vợ nó hả? Vợ nó toàn chịu nó không. Có chuyện gì là chị ơi, giúp em khuyên chồng em đi. Má em còn lợi hại hơn. Mỗi khi nó có chuyện thì má lại kêu em giải quyết. Anh hiểu. Vậy em có nghĩ tới tương lai của hai đứa mình không? Em có suy nghĩ mà. Không phải em chỉ toàn nghĩ những chuyện trong nhà thôi. Em còn ghi danh học lên nữa, một năm thôi. Sau khi học xong là có thể giúp em thi thăng chức. Mấy năm nay em không ngừng đi học, đi thi thăng chức liên tục mấy lần rồi. Bây giờ còn muốn thăng chức nữa hay sao chứ hả? Thì tụi mình yêu nhau mới có 3 năm thôi mà. Quá lâu rồi đó. Trào lưu bây giờ là yêu nhanh cưới nhanh. Em không nghe lộn chứ? Sư phụ ơi, anh cũng thời thượng dữ vậy đó hả? Nè, em coi thường anh phải không hả? Không phải. Thật ra tâm tâm em rất là ngưỡng mộ anh đó. Thấy anh rất đẹp trai, con người rất tốt. Cũng rất tốt với em, là người đàn ông 100 điểm. Nói, có chịu cưới không? Hay là để tính sau đi, để suy nghĩ đã có được không? Mang đi mà, ngoan đi mà. Anh hiểu rồi. Nhà cũng đã mua rồi. Nhận được câu trả lời của em như vậy, tim anh đúng là tan nát luôn. Vậy muốn em bồi thường sao đây? Anh đưa em đi thử giường mới. Thôi giời. Cứu tôi. Sau khi HIS tăng cao ngày thứ hai, hôm qua tiếp tục có nguồn vốn đổ vào đầu tư, đã tăng thêm 269. Cho set A Quyên Ương đi. Set A Quyên Ương. Được. Set A Quyên Ương. Cảm ơn.
Cà phê, trà sữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Hôm qua đội cảnh sát Hùng Hồn kiểm tra Lăng Duệ, vậy mà tên đó lại xếp ở sau cùng, còn nhỏ hơn vụ Táo Hoàng nữa. Đừng quan tâm, thời buổi bây giờ chỉ có người lớn tuổi mới mua báo để xem thôi. Hôm nay chúng tôi mời được chuyên gia phân tích của tập đoàn Lăng Duệ, ông Thôi Cẩm Phát, sẽ nói về giá cổ phiếu. Ông Phát, ông nghĩ sao về thị trường chứng khoán sáng nay? Cổ phiếu Hồng Kông mấy hôm nay liên tục tăng nhanh, cho dù có tin tốt liên tục đi nữa thì cũng phải có thời gian để nó nghỉ ngơi. Nào, chị à, của chị đây. Cảm ơn. Thì có thể có hai kịch bản. Thứ nhất là họ nâng cao giá cổ phiếu sau đó thì bán ra, cho nên nếu như chỉ số rớt xuống còn khoảng 21.700 điểm thì mọi người phải nhanh chóng bán ra đi. Thứ hai chính là chờ đợi phát tài. Hôm nay sẽ dao động từ khoảng 22.500 điểm cho đến 22.600 điểm. Nhưng mà tất cả đều phải đợi các chỉ số của Mỹ công bố vào tuần sau thì mới có thể nói tiếp. Bởi vì thị trường sẽ có biến động, cho nên phải chờ đợi và quan sát thật kỹ. Tóm lại một câu, tình hình cổ phiếu hiện nay là mây to gió lớn, cho nên mọi người phải tuyệt đối không được để mình bị cuốn vào đó. Cẩn thận để không bị thiệt hại. Có khán giả xem đài gọi điện thoại tới. Ông nghe điện thoại của khán giả. Được rồi. Chào bà Chu. À, không phải, cô Chu, tôi là cô Chu. Xin chào cô Chu, có thể giúp được gì cho cô? Chào người dẫn chương trình, chào Pháp Sư. Trước đây tôi có mua một ít cổ phiếu của Đại Quang Niên, mua lúc 2 đồng. Nhưng mà hôm nay tôi xem báo nói là Đại Quang Niên đã xảy ra chuyện, đồng thời Lan Duệ bị người ta điều tra. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi nên duy trì hay là dừng lại để kiếm lời? Cảm ơn. Chuyện là như vậy cô Chu à, có chuyện này tôi cần phải thanh minh. Tập đoàn Lan Duệ chẳng qua là hỗ trợ CCB điều tra thôi, chứ không phải là xảy ra vấn đề gì đâu. Giả lại tôi là chuyên gia phân tích của Lan Duệ, cho nên tôi nghĩ tôi nên tránh nói đến cổ phiếu này. Còn về lúc nãy cô Chu nói là Đại Quang Niên có nên tiếp tục giữ hay không? Theo như tôi nghĩ thì chúng ta cần phải xem từ cơ sở hạ tầng tương lai của Trung Quốc. Tóm lại một điều, giá cổ phiếu có tăng thì phải có giảm. Mọi người muốn kiếm thêm thì cũng phải nghiên cứu kỹ mới được đó. Nói cũng giống như là không nói. Điều hiếm thấy là mọi người ai cũng nghe lời anh ta. Cảm ơn. Hơi, không biết sao là tin ông giữ về không biết nữa. Tin Phát Sư, mua cổ phiếu không cần phải suy nghĩ. Cảm ơn cuộc điện thoại của cô. Cảm ơn, bye bye. Anh Dũng, trà sữa này có ngon không? Cô không giống đang quan tâm ly trà sữa của tôi. Anh thiệt tình à, lợi hại quá, luôn nhìn thấu tâm tư của phụ nữ. Ê nè, tôi xem thời sự nói mấy anh lên Lăng Duệ bắt người, có phải công ty của họ phạm pháp không? Tôi có cần bán hết toàn bộ cổ phiếu không? Chị Chu Kiều Thiên, cảnh sát chúng tôi không thể tiết lộ tình tiết ra bên ngoài đâu, xin lỗi nha. Liên quan gì tới em Chu Quốc Lương? Anh Dũng, anh không lên tiếng cũng được, anh có thể nháy mắt hoặc là dùng tay ra dấu cũng được. Xin nữa, làm đi. Chúng ta đi thôi. Được. Nè, ghi số lại cho em nha. Nè, làm cho qua. Chị của cậu cũng dễ thương đó. Anh có hứng không? Tôi đang thiếu anh rể đó. Khách hàng của tôi bao giờ cũng như vậy. Tất cả bọn họ đều lo lắng vụ Đại Quang Niên ảnh hưởng tới lợi nhuận đầu tư của bọn họ. Quan trọng nhất là giá cổ phiếu công ty chúng ta đang bị áp lực. Chẳng qua là điều tra theo trình tự thôi. Điều tra xong thì không sao nữa. Pháp Sư, anh nói thử xem. Thật ra tôi cảm thấy có vấn đề thì giải quyết vấn đề thôi. Cũng như là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Có câu từ nguy hiểm có thể trở thành may mắn mà. Tốt. Sao lại phản ứng như vậy? Tôi khen Pháp Sư vì tâm lý của Pháp Sư tốt. Không phải chỉ biết mang vấn đề về đây mà không biết cách giải quyết. Ai băng làm sao để tồn tại hả? Ai băng lại gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể kiếm được tiền từ sự chênh lệch của giá cổ phiếu. Đâu có cần tôi phải dạy chứ. Mọi người đã biết phải làm sao rồi chứ. Ông Tiền, chuyện của Đại Quang Niên có ảnh hưởng gì đối với công ty kế toán Tiền Dạng Khương của ông vậy? Chẳng qua là kế toán trưởng do người góp vốn của tôi mời về thiếu chuyên môn, không liên quan tới nhà đầu tư khác của công ty đâu. Chúng tôi cũng giao cho Hiệp hội Kế toán theo dõi rồi. Tôi cũng biết rõ là chủ tịch đang lo lắng điều gì. Tôi có rất nhiều việc phải lo, và còn là phó chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông, đáng lẽ phải làm gương. Ai ngờ đột nhiên công ty kế toán của mình lại để xảy ra tin xấu. Tôi cũng thấy rất tiếc. Thật ra không ai muốn chuyện này xảy ra cả. À phải rồi, một quỹ viên khác của chúng ta là Trác Úc, nghe nói đang bị CCB điều tra. Thật ra chuyện này là sao? Tôi nhận được tin cấp dưới của anh ta là Dương Triệu Long muốn quay sang làm nhân chứng, đột nhiên cầm mũi tên trực tiếp nhắm vào Trác Úc, nói Trác Úc mới là chủ mưu. Sự việc này rất là phức tạp, tôi không biết ai mới là kẻ đứng sau. Mấy năm nay Trác Úc nổi lên nhanh trong giới tài chính như vậy, tương lai rộng mở. Tôi cảm thấy anh ta không gấp đến nỗi lại đi tham số tiền ít ỏi đó. Một khi con người đã tham thì dù sao tôi không muốn bất cứ quỹ viên nào sẽ xảy ra chuyện hết. Tôi cũng không muốn. Nhưng nếu tôi phát hiện có người làm chuyện không chính đáng, tôi nhất định sẽ làm theo công lý. Tôi có trách nhiệm bảo vệ thị trường tài chính công bằng, công chính, công khai.
và bảo vệ danh tiếng của trung tâm tài chính quốc tế. Này này, ngồi đi. Tôi biết cậu với Thành á muốn đầu tư công ty. Nè, cầm số tiền này trước đi. Tiền nhiều như vậy tôi không nhận đâu. Hai người đều là người thân của tôi, cậu còn là em rể của tôi. Nếu hai người mở công ty thành công tôi cũng vui lây mà. Nè, giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vậy tiền này anh đi mượn à? Đừng hỏi nhiều nữa. Lấy à, hay là em cầm giúp cậu Út? Cảm ơn anh. Anh Dũng, hay là em kêu ghi thêm tên của anh vào trong công ty làm cổ đông nha. Không cần, tôi là nhân viên nhà nước, làm kinh doanh phải xin phép rất là phiền phức. Vậy em kiếm được tiền sẽ trả ngay cho anh. Nếu cậu muốn đền ơn tôi thì nên tốt với em gái tôi đi ha. Khai dương phúc lợi tiêu dùng. Sếp. Cô cũng lên hóng gió sao? Tôi vừa xem lại vụ án của mười mấy năm trước, phát hiện Trác Út và công ty của hắn từng có không ít vụ kiện tụng, nhưng sao lần nào cũng thoát vậy? Đúng vậy, cậu ta có đội luật sư chuyên nghiệp ở bên cạnh, còn có đám kế toán giúp hắn tính toán. Đúng là nhức đầu thiệt. Vậy vụ Cát Lăng là lần đầu tiên điều tra Trác Út có đúng không? Vụ án đó đã chấm dứt điều tra. Nhưng mà tôi thực sự cảm thấy rất lạ, bên trong có rất nhiều điểm đáng nghi. Cảnh sát làm việc không thể dựa vào suy đoán để định tội, phải có chứng cứ. Nè, quay về làm việc đi. Nè, uống gì tự lấy nha. Được rồi. Song Phi, tôi biết cô giảm cân cho nên tối nay mua rất ít đó. Chà, sao anh mua nhiều quá vậy? Tự nhiên nha. Đại Tư Nhã, đang đợi cô xuống đó. Xuống đi. Đang xuống nè. Có sao không? Tôi không sao. Cô đó nha. Chà, tay đập chết người. Đúng rồi. Nè, cô có biết là tôi đang điều tra số tài khoản đó. Thấy Lăng Duệ có rất nhiều công ty con đều được đăng ký ở quần đảo Retreat Virgin, được chính quyền ở đó bảo hộ. Muốn điều tra tài khoản của họ là hơi khó đó. Tôi cũng đã điều tra nhật ký của họ, tạm thời không có gì đáng nghi hết. Tôi kiểm tra báo cáo tài chính cả năm của họ cũng không có phát hiện. Nè, tôi có làm việc mà. Hôm nay trước khi tăng ca tôi đem văn bản ký tên đi giám định, xem có thiếu hồ sơ nào không. Đang đợi kết quả thôi. Nói rõ là tay lão luyện ngành tài chính, biểu hiện của anh ta rất thông minh. Nếu như anh ta biết được mình đang bị điều tra, anh ta nhất định dùng đủ mọi cách để che giấu chứng cứ. Tưởng là có thể đối phó Trác Út, ai ngờ là phức tạp như vậy chứ. Vậy tức là hết cách. Nè nè, có tin mới, nhìn đi. Có nè, nhìn 300 triệu này đi. Tôi là thông qua ngân hàng của mấy quốc gia để chuyển khoản, giả lại còn chia làm 3 lần chuyển vào tài khoản. Nhưng ngày tháng của nó và ngày Angola mua lại đại quan niên hoàn toàn trùng khớp. Có thể đây là tiền hối lộ chuyển cho Dương Triệu Long. Không phải là số tiền hối lộ mà Dương Triệu Long đã khai với cảnh sát sao? Khác xa với số tiền này mà. Nhưng mà mình còn chưa tìm được tài khoản không trung bí mật chuyển tiền cho Trác Út. Và có thể là Dương Triệu Long ra mặt rồi mới dùng cách khác để chuyển khoản cho kẻ chủ mưu là Trác Út. Tóm lại, bây giờ nếu mình tìm được tài khoản đó thuộc về người nào thì sẽ có manh mối để điều tra rồi. Đúng rồi. Tóm lại toàn nói chuyện dư thừa thôi. Ai nói dư thừa? Sao hả? CCP vẫn đang điều tra cậu. Không sao thì tốt. Nhưng sao đám lính của cậu Dương Triệu Long lại tố cáo cậu? Giữa hai người có thù sao? Chắc do tôi thường la nó thôi. Thật ra cậu có từng nghĩ tôi với cậu tự nhiên cùng nhau bị dính rắc rối, CCP tự nhiên điều tra công ty chúng ta. Cậu có nghĩ người ta đang giở trò muốn tổn hại danh dự của mình không? Tài bái quân. Chủ tịch sai. Người phụ nữ này sợ sau này mình giành chỗ của cổ, cho nên luôn tìm cơ hội mà móc tài liệu đen của chúng ta. Phụ nữ trước giờ đều rất là phiền phức mà. Diamond, hay là hợp tác đi. Cậu giúp tôi để tôi làm chủ tịch, tôi giúp cậu thăng chức, cùng nhau đá người đàn bà đó. Cũng được. Nhưng kế hoạch phát triển Đông Bắc của ông có thể cho tôi một phần được không? Có là vấn đề gì đâu. Nhưng bây giờ mọi người vẫn chưa bắt tay kế hoạch đó, nói sao nha. Cạn ly.
Sao anh về sớm vậy? Gặp mặt lão già đó, vừa buồn vừa chán. Con trai ăn gì chưa? Em đã cho nó ăn rồi. Người không quen biết anh, làm sao biết anh ở nhà có kiểu như vậy chứ? Vừa về tới nhà phải là chính mình. Ginny đâu, du lịch về chưa? Anh tìm nó có chuyện gì sao? Có người bạn muốn dùng rau thủy canh của nó. Người anh trai này rất bận rộn, anh còn có thời gian giúp em gái bàn chuyện làm ăn. Anh chỉ có một mình nó là người thân. Hả? Định nghĩa của nhà họ Trác, vợ không phải là người thân, mà là người yêu. Qua đây. Sao đây? Anh rất muốn nhanh chóng xếp xong hả? Tại em bắt anh làm được một chuyện ghê gớm mới được xếp có một miếng thôi. Lúc đó anh đồng ý chơi game này mà. Anh biết em muốn dùng trò chơi này để kích thích anh, cố gắng để làm việc hơn. Nhưng mà đôi khi ngồi im suy nghĩ, có phải đã cho đi quá nhiều rồi hay không? Anh muốn bỏ cuộc, như vậy không giống anh lắm. Anh đâu có nói là bỏ cuộc, trò chơi này rất vui. Ủy ban chứng khoán phụ trách phê chuẩn cổ phiếu lên sàn giao dịch. Chỉ cần vị trí anh ngồi trong đó càng cao, quyền quyết định của anh càng lớn. Đến lúc đó, anh không thích công ty nào thì không cho nó lên sàn. Anh thích công ty nào thì sẽ cất nhắc đó. Rất là thú vị. Vậy thì anh nhanh chóng đá tiền tổ dĩ đi. Tôi và Lệ đều đã nhìn lầm cậu. Tại sao em gái tôi lại qua đời sớm như vậy chứ? Làm gì cậu tham lam? Cậu thà lựa chọn trở thành con quỷ. Anh nghĩ mọi chuyện đều do tôi làm, vậy tìm chứng cứ đi. Đây là trách nhiệm của anh chứ không phải là trách nhiệm của tôi. Vậy thì cậu chống mắt lên, chờ xem tôi điều tra. Anh đúng là ngoan cố.世界有太多背面，暗里有太多好处，懂得挑选放会一拆万全。哪个正处优扬转，哪个要看高一线，谁赢最势力，谁落后全部看穿。谁又会知，随时舆论流转，好戏即将上演，那年计算。 只要幸运站在这边，慢慢地忘掉名字，慢慢上考验，慢慢地命利迷住，谁人能发现？慢慢地忘掉生命许多意义，当世俗已经沉沦如此，埋没了良知，能迎来永远取舍太。